hay nhỉ, ong mật để làm tổ trong mộ. Những cái con mà nó không có, có những con đen khác loại là con gì đây, không phải là ong thợ? Ong mật trông như ruồi nhỉ, có những con công nhận khác hả? Có những con khác trông rất giống ruồi. Chắc có thể là con đấy. Có thể là gì? Ruồi. Ruồi nó ra vào đấy được. Mày cầm đi. Cầm hết. Mày ông mật đó mà. À, hay là ông nhà nào nuôi? Đây còn con này này. Đây. Để sát nó chậm luôn. Chậm rồi.